来乐透半天，派对半天，开心顷刻直送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不缺，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Anita, cô làm sao vậy? Sáng nay tôi bị tiêu chảy hết 7 lần đó. Trời ơi, cô không khỏe thì xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh đi chứ. Tôi cũng muốn, nhưng mà tôi không có giấy bác sĩ. Bác sĩ tôi thường khám thì không có làm việc. Mấy phòng khám ở dưới nhà thì lại đông nghẹt người. Thật là tội nghiệp quá đi. Cô đeo khẩu trang vào trước đi. Sao lại không dùng thử app bác sĩ robot cảm quy đi? Có bác sĩ trí tuệ nhân tạo chẩn đoán, cũng muốn khám lúc nào cũng được mà. Đúng rồi đó, cô kiểm tra thử xem. Đúng rồi, tuần trước có tải phiên bản dùng thử cho mọi người mà. Xem đã. Nhân viên của Tiếp Long có thể sử dụng miễn phí mà. Chương trình khám bệnh miễn phí dành cho nhân viên Tiếp Long đã quá hạn rồi. Không ưu đãi đăng ký thành hội viên, trên thẻ tín dụng tự động trừ 3.000 đô mỗi tháng. Tuần trước tôi mới vừa đăng ký thôi mà. Đúng vậy. Tôi cũng vậy nữa, xem có bị trừ tiền hay không. Ăn cướp trắng trợn trừ tiền của tôi thiệt kìa. Vẫn chưa gặp bác sĩ là không có ưu đãi nữa. Tôi cũng không có. Anh soi gương trước đi. Nhân viên thì làm gì có. Nếu như có cũng chỉ có những phụ nữ cao sang xinh đẹp như tôi mới có thôi, phải không mày? Ba cũng không có ưu đãi. Tôi cũng không có sao? Tại sao lại không có? Ê, la ôm sòm. Ê, hồi sớm á, mẹ tôi thông báo nó là nhân viên Tiếp Long, bản thân đã có phúc lợi y tế, vì vậy đã quá hạn thì không cần thiết phải có ưu đãi của bác sĩ cảm quy rồi. Tất cả mọi người đều không chịu đọc. Trời ơi, thiệt tình. Có câu cha nào thì con nấy, hai cha con đều keo kiệt y chang như nhau. 3.000 đô lận đó. Quyết định đưa thứ bất lương này lên mạng để cộng đồng mạng xử lý nó giùm chúng ta. Xem ra có người nhanh tay hơn mọi người rồi. Vậy sao? Để tôi lập tức lên trang mạng bí mật xem thử coi sao. Đúng đó, Long lực sĩ lúc chết không có con trai đưa tiễn, kiếp này cô đơn tới già. Wow, đến lúc này rồi vẫn còn có người nói giúp cho Matt kia kìa. Chỉ có vài người thôi, tụi mình mỗi người nhổ một miếng nước bọt lên nó cũng đủ chết rồi đó. Chuyện gì vậy? Sao bấm hoài cũng không có phản ứng? Tại sao lại như vậy? Điện thoại của tôi đột nhiên tắt màn hình. Điện thoại tôi cũng tắt màn hình rồi. Có nghĩa là sao chứ? Tôi nghĩ là tập thể bị nhiễm virus đó. Nhiễm virus? Lẽ nào lại vậy? Ivan, anh quản lý bộ phận ra sao? Tôi biết được bộ phận nào làm nhiễm virus. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không tha cho họ. Hả? Cái gì đó? Ai vậy? Người đừng có nhúc nhích, đừng có nhúc nhích nha. Đừng tưởng lấy khăn đen trùm đầu là tôi sợ đó. Tôi xem là ai mới được. Bà hai. Hả? Chị làm gì vậy? Bà chính là trung quân ái sĩ, dũng giả bất cụ chị đó. Chị ơi, làm ơn, chị muốn nói giúp cho con chị cũng đừng ghi nội dung gớm ghiếc như vậy trên mạng chứ. Ai cơ, mấy người đó cứ chà đạp mét của tôi làm gì chứ. Bà hai à, bộ dạng lúc bà đánh mấy chữ như là đánh vô bọn ngựa, làm sao có thể thả bom máy di tính người khác chứ. Thao tác đó yêu cầu cao lắm. Anh nhìn đi, nhất định không phải một mình chị ấy làm, đằng sau nhất định có người giúp đỡ. Là họ sao? Ba người đó ra đây. Ba người xin nghỉ bệnh để giúp đỡ cho bà hai sao? Bà hai trả thù lao hấp dẫn lắm đó. Bà ấy nói nếu chúng tôi không giúp đỡ, bà ấy sẽ cho thôi việc hết đó. Nhưng mà tại sao người ngồi đó đến mấy chữ lại là bà hai chứ? Ba người nhân viên các anh nó cực kỳ vô dụng mà. Người ta chửi rủa mét như vậy cũng không biết động não suy nghĩ cách chửi lại người khác, nên tôi mới buộc phải ra tay thôi. Chị ơi, chị giỏi quá, để em nói cho chị biết. Mấy người hãy chuẩn bị đợi ngày bị cảnh sát cộng đồng bỏ vô tù bóc lịch nha. Cái gì? Bây giờ các người sử dụng máy tính với mục đích xấu. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Gọi cái gì? Đừng làm vậy đó. Cậu muốn sao đây? Cái gì muốn sao chứ? Có một bản báo cáo tài chính vô cùng quan trọng nằm trong điện thoại của tôi. Chiều nay đi họp cần đến, bây giờ hết rồi, phải làm sao? Cậu nói đi. Đúng rồi, điện thoại mới sẽ bù đề cho gì? Báo cáo đó tôi làm giống gì luôn. Nhưng mà lúc nãy tôi bị hù một phát, tôi sợ rồi. Tôi mọc cục mụn, tôi phải đi bác sĩ. Cô đừng có được do đòi tiền nha. Tóm lại, những gì dì yêu cầu tôi làm hết cho dì. Bây giờ dì đi bác sĩ giùm đi. Nhưng mà như vậy, chị ơi, bây giờ là thời buổi gì? Chị nói chuyện nghe sến quá. Còn nữa, tôi đi khám bác sĩ đặc biệt lắm. Tôi phải đi khám bác sĩ. Robot cảm quy. Thân là một sếp lớn, không có ưu đãi thì mất mặt lắm. Chị nói xem ưu đãi bao nhiêu phần trăm đây? Ưu đãi bao nhiêu phần trăm? Không được. Ưu đãi 50%. Hơn nữa phải là vĩnh viễn.
Đồng ý. Cảm ơn nhà mát. Cảm ơn cậu đối xử với tôi tốt vậy. Nhưng mà phải nhắc nhở cậu, cậu chỉ giải quyết phần của tôi là không có hiệu quả đâu. Còn ngàn ngàn vạn vạn nhân viên không có ưu đãi hơn nữa, còn biết cậu keo kiệt nữa. Sao cậu có thể nhịn cô ấy được chứ? Sao có thể nhịn được? Má à, thì ra má chính là người bí ẩn đó. Má cũng chỉ là bức xúc vì họ nói con như vậy. Từ khi mà anh Huy đón cái thằng con quan đó về, mọi người cứ coi con như vô hình vậy. Má cũng chỉ muốn trút giận giùm con. Lần này đúng là người vô dụng cũng phải nổi giận. Má cũng chỉ mới lần đầu làm hỏng chuyện thôi. Đâu chỉ có lần này. Anh nói xem, đàn ông mà không sinh được con thì vô dụng lắm, có đúng không? Cho dù có vợ đẹp cách mấy cũng vô dụng thôi. Sao chị lại nói con tôi như vậy? Mét con trai tôi không sinh được con thì liên quan gì tới chị? Chị cũng đâu có đứa con nào đâu. Chị có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi nói con trai chị hồi nào hả? Xin lỗi nha dì Ceci, má con giờ này quá lo lắng cho con nên hơi nhạy cảm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Không có hiểu lầm gì hết. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đừng có giận nữa. Bại nói mình như vậy mà. Không phải đâu. Má ơi, phu nhân Ronaldo đang nói con chó gì ấy mới nhận nuôi đó. Hả? Cuối cùng phải biếu cho bãi hết 10 cái túi sách channel để đền tội đó. Bãi mới chịu ngu giận. Vậy thì má xin lỗi. Má làm bao nhiêu chuyện á cũng chỉ muốn giúp đỡ cho con thôi. Nếu như má thật sự muốn giúp con thì sau này đừng vì chuyện sinh con mà gây phiền phức như vậy nữa có được không? Bên bà hai chúng ta không thể tuyệt hậu như vậy được. À, má biết có một Quan Âm Tống Tử cực linh nghiệm. Bữa nào con rảnh đi với má nghe. Thôi, con không muốn nói với má nữa. Mẹt ơi. Mẹt à. Má à, sau này má đừng nhắc gì đến chuyện sinh con nữa. Mẹt bị tổn thương đó. Má chưa bao giờ thấy nó nói chuyện với má như vậy cả. Có lẽ là má thật sự ép nó quá rồi. Điều này là nỗi đau của đàn ông mà. Thật ra đó, má cũng có nhìn sai về con. Mẹt không thể sinh con, mà con vẫn tốt với nó, không bỏ rơi nó. Lúc nãy Pháp Sư Tô đã xem cho cô nói số cô có cháu. Còn cho cô lá bùa linh nghiệm này. Nếu như Mét mang theo lá bùa này trong người suốt 7-7-49 ngày, đảm bảo rất nhanh có cháu bồng. Nếu là vậy thì tốt rồi. Tôi nghe cô nói là Pháp Sư Tô này hay lắm, tôi mới kêu cô dẫn đến đây. Để có được lá bùa này khó như vậy, cô mau cất nó đi, mất công lát nữa làm mất. Tôi cầm chắc trong tay rồi, không thể nào mất được đâu. Đây chính là trung tâm. Con gái tôi vốn dĩ muốn tìm ông ấy kích động muốn giảm chuyện tình cảm, không ngờ bị ông ấy gạt hết 100 mấy ngàn đô. Bây giờ còn gạt cả tình cảm nữa. Chỗ này gạt người đó. Chính là người đây nè. Mọi người nhớ kỹ mặt này nhé. Người đây nè. Không được giống nha. Không được giống nha. Không được giống nha. Nè nè. Tìm được rồi. Chính là bà hai vợ ông Long. Bà cũng đến tìm Pháp Sư Trá Hình để đổi giận sao? Không phải đâu. Đừng chụp mà. Sao bà lại tin được ông ấy? Tại sao vậy? Đừng chụp. Mọi người có xem tin tức thời sự không? Mấy người này ngu quá trời, bây giờ là thời buổi gì rồi còn tìm Pháp Sư Trá Hình để đổi giận nữa chứ. Đúng rồi đó. Pháp Sư này gạt không ít người rồi nha. Sơ sơ cũng gạt hết cả triệu đô đó. Trời ơi, sao còn có người tin nữa chứ. Mấy tin tức này cũng cũ lắm rồi. Nghe nói trước đó ông Pháp Sư này tạo ra một trang web chuyên giúp người khác giải quyết vấn đề tình cảm, nên mới thu hút được nhiều fan nữ tới vậy. Vậy có nghĩa là chuyên gạt những cô gái mới lớn rồi. Đúng rồi đó. Đâu chỉ có những cô gái mới lớn. Ở đây nói phụ nữ mấy chục tuổi cũng dính chưởng luôn hả? Con người ngu dốt không não dù ở độ tuổi nào cũng vậy. Hơn nữa bà thím đó tuổi tác cũng lớn rồi, có thể não bộ bị teo lại còn nhiêu đây à. Thằng quỷ đó nói chuyện khó nghe thiệt đó. Thì nó nói cũng không sai. Dù ở tuổi tác nào cũng có người ngu dốt không não. Anh xem, người má dẫn theo đám phóng viên đi tìm Pháp Sư đúng là ngu dốt mà. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói cho cả thế giới biết con gái mình bị lừa cả tiền lẫn tình đó. Vậy thì đứa nhỏ không biết suy nghĩ cũng là chuyện thường thôi. Nhưng mà người mẹ cũng trẻ con như vậy thì nếu anh là con trai bảy, chắc xã hội tới mức phải đào cái lỗ chui xuống luôn. Em thấy người này có vẻ quen lắm. Cái áo đó từng nhìn thấy ở đâu rồi ta? Đừng chụp mà. Má anh. Má ơi, sao má để phóng viên chụp được má xuất hiện ở những nơi như vậy được chứ? Má không phải đi đến những chỗ đó để đổi giận gì chứ? Đương nhiên không phải rồi, sao má trẻ con như vậy chứ? Hôm đó, giờ đúng lúc má đi đến tòa nhà đó để kiếm Pháp Sư Tô để lấy lá bùa thôi. Đang yên lành má xin bùa làm gì? Thì là lá bùa xin con cho Mét đó mà. Má thường xuyên ăn chay, niệm kinh suốt 7-7-49 giờ đồng hồ mới lấy được lá bùa này. Con phải giữ kỹ nó. Con đã nói rồi mà, má đừng có mê tín như vậy nữa mà. Pháp Sư Tô đó hay lắm nghe. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói rồi, con không phải 100% không thể sinh con mà chỉ là... Má thật sự khó chịu. Về vấn đề con không thể sinh con sao? Thì con để nó trong người cũng đâu có sao. Trời ơi,
Sao con nói với má nhiều lần rồi, đừng bày nhiều trò như vậy nữa, má không chịu nghe lời của con vậy chứ. Bây giờ cả thế giới đều nghĩ má thật sự ngu dốt, đi kiếm pháp sư trá hình gì đó để mà đổi giận cho con. Mấy cái thứ này con sẽ không có lấy đâu. Má, má anh cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi phải không? Má giúp con thôi mà. Má bớt gây phiền phức, vậy coi như là giúp con rồi. Phiền phức quá đi. Bây giờ con chê má phiền hả? Được thôi, sau này má không bao giờ xí vô chuyện của con nữa. À, má, má à. Em lùm lại làm cái gì chứ? Anh làm vậy là uổng phí tấm lòng tốt của má anh. Anh chỉ là không muốn cho má một hy vọng ảo thôi. Em biết, nhưng anh có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với má chứ. Anh nói chuyện với má như vậy, chắc chắn má buồn lắm. Nếu đó, anh không nổi giận lên thì má vĩnh viễn không có chịu nghe lời của anh đâu. Anh Quy à, đừng có giận nữa để em massage cho anh nha. Mấy phóng viên đó cũng thiệt là, người ta đã không muốn nói mà cứ đeo theo ăn dạ cũng đâu có được gì. Cũng không thể bênh vực chị hai, bình thường đã vô cùng mê tín, còn đi đến mấy chỗ đó, quá đáng thật sự. Lý nào lại đến những chỗ đó? Anh Quy, em thực sự không phải như mấy phóng viên đã nói đâu. Chị ơi, chị làm ơn đi, lúc này còn kiếm anh Quy than khóc kể lể làm gì. Nếu em là chị xấu hổ như vậy thì em ở nhà mở nắp bồn cầu lên rồi đút đầu vô. Ngồi xuống đây khóc, khóc ra hết sẽ thoải mái hơn. Anh Quy à, chị hai làm cho anh mất mặt, anh còn nói tốt với chị ấy tại sao? Em đi ra ngoài đi. Còn bữa cơm của em và anh thì sao? Đừng để anh nói lần thứ hai đó. Vậy hai người cứ từ từ nói đi. Sao rồi? Cãi nhau với con trai hay sao? Cũng là em sai. Mẹ nó giận em cũng đúng mà. Ê, tại nó không hiểu thôi, nhưng mà anh hiểu. Anh Quy, em nóng lòng muốn anh được bồng cháu đúng không? Nhưng mà đàn ông bất kể già trẻ đều cần tới thể diện. Em thật sự không có biết ở đó sẽ có phóng viên xuất hiện đâu. Càng không biết á, cái bên pháp sư Tô có một kẻ lừa đảo ở đó. Lần này á, chắc chắn là con em nó sẽ giận em. Em đau hết 2 ngày rồi sao còn đau như vậy chứ? Sẽ mau chóng hết đau thôi, cố lên. Mới đây đã không chịu nổi rồi sao? Đoạn phim này là cảnh quay lại lúc má con sinh con đó. Con nhớ má từng nói với con là rằng một phát á, là đẻ con ra được rồi. Không ngờ má sinh con lại vất vả tới như vậy đó. Hết 3 ngày 2 đêm má con mới có thể sinh con ra. Má con không nói là không muốn con không vui. Nè, xem luôn cái này đi. Nhật ký ngày đêm trưởng thành của lực sĩ. Con là đứa con đầu lòng của Cầm. Giây phút khi má con biết được đã có con, cực kỳ vui sướng. Con nói là phải ghi lại từng khoảnh khắc con lớn lên đó. Mét 100 ngày, lúc ở tiệc mừng 100 ngày, đẹp trai quá. Mét lúc 4 tháng tuổi uống gần cả lít sữa. Giỏi thiệt nha, mau ăn chóng lớn. Mét biết bò rồi, sau này nhất định là nhà vận động thể thao. Mét sốt cao lên đến 40 độ C. Lo quá đi mất. Thì ra lúc nhỏ con cũng từng bị sốt cao hả? Lúc đó con chưa tròn 1 tuổi. Sốt đến nỗi khóc nguyên đêm. Con sốt bao lâu thì má con khóc bấy lâu. Con nằm viện hết 4 ngày thì má con chăm con hết 4 ngày, không đi ngủ. Con vẫn còn nhớ là lúc nhỏ má hay ẵm con đi khám bệnh. Má con luôn cảm thấy do lúc sinh con không được thuận lợi nên sức khỏe con mới yếu như vậy. Thế con bị bệnh không khỏe là má con tự trách bản thân. Con suốt ngày đi khắp nơi cúng bái thần Phật, hy vọng con được khỏe mạnh. Có lần má con còn nghe lời người khác lấy máu mình để tích phước cho con. Má thật sự rất thương con. Vậy mà con còn trách má con như vậy. Chào má. Ngồi đi má. Sao gọi nhiều đồ ăn vậy? Thì con tạ lỗi với má, đương nhiên phải gọi hết các món má thích ăn chứ. Con không trách má nữa sao? Hôm đó tại con nhất thời nóng giận nên mới nói bậy thôi. Con xin lỗi má nha. Mẫu thân đại nhân hãy rộng lượng. Thì đừng có giận con trai của má nữa nha. Con không giận má thì tốt quá rồi.
mà hư với con. Sau này á không bao giờ nhiều chuyện nữa đâu. À dạ, còn nóng má ăn đi. Ừ, ok. Má ăn con tôm này đi. Nè, con cũng ăn đi. À dạ, con cảm ơn má. Ăn đi. Nè, ăn đi. Ừ, sao má không ăn? Từ nhỏ cho tới lớn á, con không biết bóc vỏ tôm. Nếu má không lột cho con ăn á, thì làm sao mà con ăn? Con còn nhớ là lúc còn nhỏ thì lúc nào má cũng lo cho con ăn no trước, rồi má từ từ mới ăn sau. Mấy chuyện đó lâu lắm rồi, còn nói làm cái gì nữa, ngốc quá. Nếu như bà không nói cho con biết là má làm sao mà sinh con ra, làm sao nuôi con lớn, xem chút xíu nữa con cũng quên mất là má đã yêu thương con tới mức độ như thế nào. Má sinh ra con, má không thương con thì thương ai đi chứ. Mà cũng tại má không tốt làm cho con như vậy. Đâu có liên quan gì chứ má. Đương nhiên có liên quan. Má sinh con hết 3 ngày 2 đêm cũng không có sinh được. Cũng may là sau khi sinh con, má nói bác sĩ kiểm tra cho con, trí tuệ và tứ chi của con đều bình thường. Nhưng mà sức khỏe của con rất kém, bởi vậy má mới suốt ngày đi cúng bái thần Phật. Cho nên sức khỏe con bây giờ mới được tốt như vậy nè. Cũng là nhờ có má đó. Cũng tại má không tốt. Nếu như không á, thì sao người bình thường như con lại không thể sinh con? Sao lại trách bản thân được chứ? Cũng có thể là do con làm việc ngày đêm, lại ít vận động thể thao thôi. Con hứa với má, con sẽ làm cho bản thân thật là khỏe mạnh. Má yên tâm đi ha. À, có phải thật không? Thật chứ, đương nhiên là thật rồi. Nhưng mà trước hết á, phải ăn cho no bụng đã. Ăn nhiều mới khỏe được chứ. Được. Cảm ơn má. Con ăn nhiều nha. Dạ, má. Ăn tôm tốt cho con. Giàu chất đạm lắm đó. Ý trời. Ý, má ơi, má bị gai tôm đâm trúng hả? Đừng có bốc nữa. Không sao đâu mà, để má lấy luôn phần thịt thôi, cho con. Thôi đừng mà má ơi. Được. Má. Được rồi, được rồi. Thật ra là con không phải là không thể sinh con được đâu. Con không cần phải an ủi má. Con cưới vợ lâu vậy rồi mà vẫn không chút động tĩnh là biết có chuyện gì rồi. Không phải đâu, tại vì người có vấn đề không phải là con mà là Jenny. Hả? Kết quả xét nghiệm của con thì tất cả đều bình thường, chỉ có Jenny là khó thụ thai thôi. Vậy thì tốt quá rồi, tạ ơn trời đất. Vậy tại sao con phải gạt má? Con phải gạt hết tất cả mọi người, tự mình gánh chịu thiệt thòi như vậy? Tại con không muốn má trách Jenny. Giờ nếu như để người khác biết được người sinh không được là vợ của con thì Jenny sẽ rất là buồn. Là vợ con dạy con à? Đây là chủ ý của con đó má. Con có nghĩ đến suy nghĩ của ba con thế nào không? Con không muốn vợ con khó xử vì bản thân con có khó xử không? Má con có khó xử không? Con xin lỗi má nha, con không có ý gạt má đâu. Nhưng mà con thật sự rất sợ khi má biết được chuyện này sẽ ép con và Jenny phải ly hôn. Con đã vì người phụ nữ đó mà lại nói dối với má như vậy hả? Má không tha thứ cho con đâu. Má à? Má à? Đi ra. Má. Má. Má anh vẫn chưa chịu bắt máy sao? Vẫn chưa chịu. Nhân ngày của mẹ, anh định mời má đi ăn. Má anh á, chưa bao giờ giận anh quá một ngày như vậy đâu. Lần này má thật sự rất là giận anh đó. Anh hãy thử nghĩ xem, người mà mình thương yêu nhất lại gạt mình bấy lâu. Nếu là anh thì anh sẽ giận thôi. Anh giả làm võ sĩ Trân Ni gạt em cũng giận anh một thời gian đó. Chẳng phải em giận anh vì anh nói em là bà bập sao chứ? Bà xã, đúng rồi, lần này á anh phải làm sao thì má mới hết giận anh đây. Hay là anh cưới vợ khác, sinh con cho anh đi. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Tuy má của anh á thì rất là vĩ đại, nhưng mà người sống với anh suốt đời là em đó. Thì cùng nhau mình già đi theo năm tháng đó mà, có đúng không? Anh có thì hẳn nói nha. Ừ? Long lực sĩ, chỉ cần một câu, anh chọn má hay chọn em? Anh... Chọn đi. Anh chọn. Má anh. Má à, lần này là tụi con sai, tụi con không tốt. Nhưng tụi con thật sự không cố ý gạt má. Má uống ly trà trước đi. Không cố ý. Tụi con rõ ràng cố tình gạt má, còn gạt hết tất cả mọi người. Đừng nghĩ rót ly trà cho má là má sẽ tha thứ cho tụi con. Má, má chủ động hẹn tụi con không phải đã tha thứ cho tụi con sao? Má có nói tha thứ cho tụi con hồi nào vậy? Nhất là con đó. Con không sinh được đã đành, còn để con trai của má chịu oan ức, chịu thiệt thòi như vậy, để tất cả mọi người đều cười nhạo mét là, nói mét là vô sinh. Con xin lỗi nha má. Con biết mà, má thấy xót cho con. Nhưng mà
Jenny không thể sinh con cũng không phải là lỗi của cô ấy đâu. Không phải lỗi của Jenny, tất cả mọi chuyện đều do Jenny làm ra. Bình thường thì ăn nói lớn tiếng, tính cách ngang ngược, vậy mà không sinh được đứa con nào. Má hối hận để Jenny gả vào nhà này. Có phải bây giờ má muốn anh ấy lấy vợ khác không? Bà xã à? Má muốn lắm đó. Má ơi, sinh con không biết lòng con sao? Chưa bao giờ má thấy con quan tâm một người phụ nữ nào tới như vậy. Ngay cả nỗi đau lớn nhất của đàn ông mà con cũng không để tâm. Má, ý má có phải là sẽ không ép con và Jenny phải ly hôn không? Má chỉ là không muốn con trai của mình phải đau lòng. Có thật không má? Má, má không ngại vấn đề con không thể sinh con sao? Má ngại lắm chứ. Nhưng mà má càng ngại vấn đề con trai má không vui. Con đó nha, sau này phải ngoan ngoãn đối xử tốt với con trai má. Vậy thì má có thể mắt nhắm mắt mở. Má, con thật sự không ngờ má vì con mà ngay cả chuyện nói dõi tông đường của nhà họ Long quan trọng tới như vậy cũng có thể buông bỏ được đó. Ai biểu con là bảo bối của má chứ. Thật ra thì Jenny không phải là vô sinh đâu, chỉ là hơi khó thụ thai thôi mà. Đúng vậy. Nói vậy có nghĩa là má còn cơ hội ẵm cháu hả? Ừ. Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà chuyện con gánh chịu thiệt thòi giúp Jenny thì má có thể giữ kín bí mật giùm con không? Được chứ. Nhưng mà má có một điều kiện. Ừ. Điều kiện gì vậy? Sau này con phải ăn uống thật nhiều, bồi bổ cơ thể, chuẩn bị sinh con cho Matt. Không được giảm cân nữa nha. Con cũng ăn nhiều vào. Má cũng phải ăn nhiều nha. Mọi người đều vui lên. Ngày của mẹ vui vẻ. Ngoan.